Rồi ok, mình đi chào các bạn. Hôm nay cũng như video trước mình đã nói các bạn rồi. Hiện tại mình đang bị một số chấn thương nhỏ về cái chân. Đó, cho nên trong quá trình tập luyện mình bị chấn thương, cho nên mình chưa thể quay những cái video về chia sẻ võ thuật cho các bạn được. Cho nên mình sẽ chia sẻ về sản phẩm cho các bạn. Đó, những cái bạn nào mình cũng nói luôn, những cái bạn nào mà yêu quý mình, đó, yêu quý cái kênh của mình, thì mình cũng mong các bạn bỏ qua. Mình cũng sẽ cố gắng cái thời gian gần nhất để mình sẽ chia sẻ những gì về võ thuật, những cái bài gì mà đã được học và những cái gì mình cảm giác hiệu quả mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Đó, mình cũng mong. Nhưng mà cái thời gian gần đây mình đang bị chấn thương, không thể quay những video gì bỏ được. Cho nên mình sẽ quay về những cái video về sản phẩm nào mình thấy nó hot và nó hiệu quả và nó giúp ích cho các bạn trong quá trình tập luyện, mình chia sẻ cho các bạn. Đó, những cái bạn nào, những cái bạn mà không muốn xem những video về sản phẩm thì các bạn có thể lướt qua, nhưng mà vẫn phải yêu quý mình và vẫn phải chờ những cái video về chia sẻ võ thuật cho các bạn ở những video sau nhé các bạn. Nhưng các bạn đừng có kỳ thị mình và nét mình đi, bởi vì ông này ổng chia sẻ võ thuật, mình lên mình coi võ thuật mà ổng cứ đăng bài là đang bán hàng, chán quá bỏ qua ổng đi. Mình cũng hiểu cảm giác đó các bạn, nhưng mà cuộc sống mà các bạn, mình cũng mong các bạn hiểu vấn đề đó và các bạn hãy thông cảm cho mình. Các bạn không muốn xem những video về sản phẩm thì các bạn có thể lướt qua. Đó, còn những cái bạn nào mình cũng quay những video này cho những ai ví dụ như mới vào kênh của mình có thể biết được những cái sản phẩm của bên mình đang cung cấp, để các bạn có thể biết được những cái sản phẩm đó và có thể nhiều lúc những cái bạn đó cần những cái sản phẩm đó. Nên các bạn, mình cũng mong các bạn như vậy. Rồi hôm nay đây là cái tay các bạn. Đây là một cái sản phẩm mình nghĩ mình nên chia sẻ cho các bạn, bởi vì có rất là nhiều bạn cũng hỏi mình về cái sản phẩm này, nhưng mà mình ít khi chia sẻ, ít khi muốn gửi những cái hàng này cho khách, bởi vì thứ nhất nó rất là nặng, thứ hai nó rất là cao cấp, rất là giá thành rất là cao, và thứ ba là đi ship đi bưu điện, những cái bên vận chuyển thì họ rất là khó có thể nhận những cái đơn hàng này để gửi đi. Nên mình ít muốn quay lên, ít muốn bán chia sẻ những cái sản phẩm này, nhưng mà rất là nhiều bạn muốn sản phẩm này, thì bây giờ hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái sản phẩm này luôn. Đây là đại đao, đao thanh long đao các bạn. Quang Trường hay sử dụng là Quang Vũ các bạn, bên Trung Quốc thì sử dụng, ở Việt Nam mình cũng hay luyện tập sử dụng cái loại binh khí này để tập luyện, hoặc là sử dụng những cái loại binh khí này để trưng, đó, để trưng bày cho cái căn nhà của mình đẹp hơn, cho cái văn phòng kinh doanh của mình đã được đẹp mắt hơn và được có phong thủy ở trong đó nữa các bạn. Đó, đây là thanh long đao, loại này là loại cao cấp, giá thành của nó rất là cao, cho nên mình cũng nói luôn cho các bạn giá của nó rất là cao, cho nên khi các bạn hàng này là mình sẽ order cho các bạn chứ mình không trữ hàng. Bạn nào quan tâm tới những cái sản phẩm này thì các bạn phải cọc tiền cho mình để mình lấy hàng này về mình giao cho các bạn. Mình chỉ trong vòng 5 ngày tới 7 ngày thì sẽ có hàng này cho các bạn. Nếu các bạn ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Còn những bạn nào ở tỉnh xa thì các bạn muốn sở hữu những cái sản phẩm này thì các bạn mình sẽ tìm cách ship đi cho các bạn bằng cách qua những cái con đường, ví dụ như là xe khách chẳng hạn, là những cái về có những một số điện mình vẫn ship đi được, mình nói chuyện với họ thì họ vẫn chấp nhận đó. Bởi vì cái sản phẩm này nó không có bị cấm nhưng mà nó hơi nhạy cảm các bạn, này nó đâu có bén đâu các bạn, cái này là chỉ là binh khí để tập luyện chứ nó không phải là vũ khí các bạn. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì có người ta không có hiểu được cái này, nhìn vô thấy người ta sợ liền, người ta cứ nghĩ là hàng cấm, không dám nhận. Đó là một cái vấn đề mấu chốt rất là khó xử. Rồi bây giờ nói sâu xa về sản phẩm này một xíu. Sản phẩm này là đại đao nặng tầm 3 kg đến 3,5 kg các bạn, và hàng này là hàng inox và có chạm khắc con rồng đây các bạn, đó, chạm khắc con rồng. Ở trên này có cái những cái lan can các bạn, ở dưới này cũng như vậy các bạn, dưới này các bạn nhìn thấy nè, rất là đặc sắc nè. Thì chúng ta đánh rất là lan can nặng các bạn, nghĩa mình cầm đổ mồ hôi luôn đó các bạn. Đây,
thực ra cái sử dụng cái đao này mình chưa có được rành cho lắm, cho nên mình không có dùng, không thị khoản về những cái sản phẩm này. Mình chỉ quay lại cho bạn xem sản phẩm này, bởi vì có rất nhiều bạn muốn mua những sản phẩm như này. Thứ nhất để tập luyện, thứ hai cũng để trưng bày, nên mình sẽ quay lại. Đây, hàng này là hàng inox nha các bạn. À, ok. Đây, mình chi tiết với các bạn. Và mình có những cái loại như là rẻ hơn này rất là nhiều. Nói chung là nó tùy theo cấp bậc đó các bạn. Cái hàng nhôm và hàng là hàng inox. Hàng này là nặng, hàng nhôm thì nó nhẹ hơn rất là nhiều, để cho các bạn tập phong trào. Những cái bạn tập ví dụ như võ cổ truyền có sử dụng những cái đại đao đó để tập phong trào. Đó, thì giá nó cũng mềm thôi. Còn những sản phẩm này là hàng cao cấp để trưng bày. Như là các bạn nào mà muốn sở hữu những cái sản phẩm đẹp chuẩn, các bạn sẽ sử dụng những cái loại này đao này. Các bạn nhìn nó kia đúng không các bạn? Mình cũng thấy vậy. Cầm bóng tay mình nó nặng các bạn. Mình nghĩ các bạn nào mà tập luyện những cái sản phẩm này nhiều thì thể lực sẽ lên rất là nhiều. À, bởi vì nó nặng lắm các bạn. Rồi, ok. Đây, mình nãy giờ mình quên nói gì trước. Đây, sản phẩm này chúng ta có thể mở ra như thế này. Đây, mình tháo nó ra thành 2 phút. Ở đây có cái xúc xây nè các bạn. Không, mình tháo ra nó kêu len keng đã quá các bạn. Đó. Đó, 2 phút. Và chúng ta sẽ gói vào trong một cái bịch. Chúng ta sẽ gói vào, sẽ tặng cho một cái túi đựng kèm cái đó. Cái hàng này cao cấp, các bạn phải có những cái túi như thế này được. Các bạn có thể treo bên hai vai, treo lên hai vai. Cái này các bạn treo một vai, giống như những cái đồ đi tập tennis ấy, các bạn, cái túi đó các bạn. Rồi, đó là sản phẩm về đại đao inox các bạn. Nhớ nhé các bạn, hàng inox và giá cũng không có mềm nữa nha các bạn. Nhưng mà các bạn nào cái hàng này thì mình cũng, các bạn nào mà thích trưng bày, bạn có thể liên hệ cho mình sản phẩm này. Các bạn có thể, nếu mà các bạn nào muốn tập phong trào thì các bạn có inbox mình, mình báo giá 2 loại 3 loại, rất là nhiều loại tùy. Mình cũng nói luôn một lần nữa, những cái sản phẩm này thì các bạn hãy chuyển khoản trước cho mình, đặt cọc trước cho mình một cái số tiền nào đó tương ứng với cái sản phẩm này. Nó không phải 100%, cũng không phải 50%, nói chung nó đủ để cho mình cảm giác mình sẽ lấy hàng về được cho các bạn. Đó, với những cái sản phẩm này nó giá nó rất là cao, mình không muốn trữ hàng ở nhà mình rất là nhiều, mình rất là khó cho mình là các bạn. Hoặc là mình lấy hàng về, các bạn không lấy hàng thì cũng khó cho mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Những bạn nào thích video của mình thì các bạn hãy like một cái. Là các bạn nào muốn quan tâm tới sản phẩm này, các bạn cứ liên hệ alo số điện thoại trên màn hình 0982278063, hoặc là các bạn có thể inbox Zalo nếu các bạn ngại gọi điện trực tiếp với mình. Rồi, chào tạm biệt các bạn, bye bye.